Giới thiệu quý vị, đây là một người đẹp từ Sài Gòn nhé. Em ra Hà Nội lâu chưa em? Dạ em ra được một hôm và thật sự là đầu tiên là cho em xin phép chào anh Duy và chào tất cả các bạn trên kênh Hà Nội Phố. Thì em là ở Sài Gòn và đi ra đây được một hôm. Và trước đó thì là có biết nhóm của anh Hà Nội Phố, anh Duy. Hôm nay thật sự là rất là hân hạnh luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Bởi vì Duy chưa muốn giới thiệu luôn tên của bạn ấy, bởi vì Duy muốn gửi cho tới quý vị và bạn giọng của người con gái miền trong ngay ở giữa cái tiết trời thu Hà Nội quý vị nhá. Và giới thiệu quý vị, đây là bạn Phan Diễm. Dạ. Vlog. Em là cái người đồng hành cùng với anh Phạm Dũng và tụi em cũng rất là thích Hà Nội, đặc biệt là mùa thu Hà Nội, nên là có dịp đi ra đây vào lúc này và chia sẻ luôn với anh Duy để hy vọng rằng mấy ngày tới thì anh Duy có thể là giới thiệu cho tụi em nhiều cái món ẩm thực ở Hà Nội. Ok, chắc chắn rồi nhá. Bọn em phải để dành cái thời gian để ở Hà Nội và để cho anh cơ hội em nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Duy sẽ giới thiệu với quý vị và bạn một gương mặt rất là quen thuộc, Duy cũng rất là thích bạn ấy. Duy xin giới thiệu. Đây là Phạm Dũng, chủ kênh Vlog Phạm Dũng, chưa làm về các cái trải nghiệm ở trong Sài Gòn cũng như là các cái tỉnh thành mà bạn đi qua. Và giới thiệu các bạn, đây là bạn Tú, xe tải. Dũng ra Hà Nội lâu chưa em? Thực ra là em ra Hà Nội khá là nhiều lần, nhưng mà đợt này thì em mới ra hồi sáng hôm qua và ở được một đêm rồi. Nhưng mà thực sự cái quan trọng nhất lần này em tới Hà Nội đó là để giao lưu cùng anh ở kênh Hà Nội Phố và anh Hà Còi. Đó là cái quan trọng nhất ở Hà Nội trong đợt này em tới. Em có thường xuyên ra ngoài Hà Nội không? Gần như là năm nào em cũng ra khoảng 2 lần. Đi với bạn Diễm, đi quay, đi trải nghiệm ẩm thực của Hà Nội. Nhưng mà rất là tiếc là tại vì em ở trong đó nên là khi mà ra đây thì cái hiểu biết của em nó khá là ít. Chính vì vậy nên là em xem kênh Hà Nội Phố của anh rất là nhiều. Và lần này là cũng mạnh dạn là mình có nhắn tin trước qua anh Hà Còi là muốn giao lưu với kênh Hà Nội Phố để mình trải nghiệm nhiều hơn. Và cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay đã tới đây giao lưu cùng tụi em và cho em xuất hiện trên kênh Hà Nội Phố. Không, cái điều đấy mới là điều may mắn của Duy. Vâng thưa quý vị, anh em Duy làm vlog ở các tỉnh thành khác nhau cũng rất là mong muốn có sự kết nối giữa các tỉnh thành với nhau. Thứ nhất là để học hỏi, thứ hai nữa là để biết được những cái văn hóa. Quan trọng nữa là anh em mình muốn truyền tải được cái ẩm thực này, cái văn hóa cũng như là mang lại một cái giá trị nhỏ nhỏ gì đó cho cộng đồng của em. Ra Hà Nội nhiều thì em thích Hà Nội nhất ở điểm gì? Thích cái không khí Hà Nội nhỉ? Mỗi lần em ra Hà Nội thì em đều dành rất là nhiều thời gian, gần như là 2/3 thời gian trong ngày để em ngồi một vị trí duy nhất thôi, đó là cà phê đối diện nhà thờ. Khi ở đó thì em nghĩ là theo quan điểm riêng của em là tất cả mọi thứ đặc biệt nhất của Hà Nội đều lướt qua đó, tức là mọi người rồi khung cảnh, rồi từ cô gánh cốm, rồi cô bán hàng rong, rồi xích lô, rồi tất cả mọi người phương xa đều về đó hết, nên là em ngồi đó là mình trải nghiệm nó dễ dàng nhất. Ngồi mình ngắm mọi người. Cảm ơn em rất nhiều. Chào Tú. Tú đến từ đâu em? Em là người đến từ Hà Tĩnh, còn trước đây thì em sinh ra Thái Nguyên và có thời gian làm việc ở Hà Nội cũng khá là dài đấy. Cho nên là đến với Hà Nội thì rất là nhiều kỷ niệm. Và nhất là khi xem trên kênh anh ấy, là em rất là mê về những cái món ăn mà từ Hà Nội là các anh đi review, em một khán giả và thường xuyên xem kênh anh. Nên là hôm nay được gặp anh nữa là một cái gọi là rất là vui, nhiều may mắn với em luôn. Lần này được xuất hiện trên kênh anh nữa thì quá là tuyệt vời. Không, anh cũng rất là vui vì được kết nối anh em mình, không những là chưa làm về ẩm thực, làm văn hóa, ngay cả Tú làm về xe đúng không? Làm về xe mà cũng rất là yêu ẩm thực đúng không? Đúng rồi. Giống như anh làm về ẩm thực, làm về văn hóa nhưng mà cũng rất là thích lái xe. May mắn khi mà em quen được anh Tú và anh Duy là hai con người rất là điềm đạm, những người anh mà mình có thể là học hỏi rất là nhiều qua kênh, qua ngoài đời nữa, thì hy vọng là sau cái đợt này anh em mình sẽ kết nối nhiều hơn. Cho anh xin số của hai em nhé. Rồi để mình sẽ luôn luôn giữ liên lạc với nhau để có sự kết nối cũng như là học hỏi lẫn nhau nhé. Bởi vì anh em Duy đang ở quán OK Con Dê của bạn Hà. Duy rất là vui bởi vì được bạn Hà là người kết nối mời đến quán để ăn, để thưởng thức cái món đặc sản ở đây. Quý vị hãy đón xem những cái trải nghiệm tiếp theo của anh em Duy nhé.
vị và bạn Duy rất là vui mỗi dịp đến VOC là đưa Duy xuất phát. Đầu tiên những cái clip đầu tiên đó là có bạn coi lần này là cái sự kết nối giữa anh em được cuộc gặp bạn Dũng được gặp Tú và các bạn mà say. Duy thì uống bia rất là ít rồi nhưng mà bây giờ cảm thấy là say. Cái này trân trọng cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng. Tôi chọn một vòng Việt Nam. 2-3 2-3 hết. Bao nhiêu chứ? 3. Quán thì chăng ra vào nhá. Rồi. Em